Tú Linh xin kính chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay thứ Tư ngày 2 tháng 11. Và trong phần đầu tiên của bản tin sẽ bao gồm các thông tin nổi bật sau đây. Đại biểu Quốc hội đề xuất cả nước xây trụ sở hành chính tập trung. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thêm nguồn thu bù đắp lộ trình cắt giảm ngân sách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định arsen hữu cơ trong nước mắm là an toàn. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa mới thông tin chính thức tới người dân về loại và hàm lượng arsen an toàn trong sản phẩm nước mắm, cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan đến chất lượng nước mắm, sau công văn đề nghị mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất nước mắm truyền thống gửi đến Thủ tướng. Trong thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẳng định arsen tồn tại trong nước mắm là kết quả của quá trình trao đổi chất tự nhiên khi cá được lên men trong quá trình muối. Arsen hữu cơ không gây độc cho người, do đó không cần đánh giá mức độ nguy hại và không cần quy định giới hạn tối đa trong thực phẩm. Như vậy, theo công bố ngày 22 tháng 10 của Bộ Y tế, 247 trên 247 mẫu nước mắm của 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất lấy ngẫu nhiên trên thị trường và một số siêu thị được kiểm nghiệm không phát hiện arsen vô cơ. Điều này cũng có nghĩa là 100% mẫu nước mắm an toàn. Bộ cũng cho biết thêm hiện nay theo quy định có 17 phụ gia được phép sử dụng trong sản phẩm nước mắm thuộc 6 nhóm là chất điều chỉnh axit, chất điều vị, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất ôn định và chất bảo quản. Việc sử dụng các phụ gia này là được phép nếu phụ gia này nằm trong danh mục cho phép, đảm bảo độ tinh khiết, đúng đối tượng sử dụng và không vượt ngưỡng theo quy định. Riêng với tên gọi nước mắm, Bộ nhấn mạnh cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào quy định cụ thể khái niệm nước mắm truyền thống với nước mắm pha chế từ nước mắm truyền thống hay còn gọi là nước mắm công nghiệp, gây nhập nhằng trong cách hiểu. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Bộ sẽ rà soát toàn diện tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm, làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống, quy định cụ thể hơn về phân loại, ghi nhãn và các nội dung khác. Trong cuộc thảo luận về dự án luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi, có ý kiến cho rằng chính phủ và các bộ ngành cần phải thống nhất xây dựng mô hình quản lý hành chính tập trung để tránh lãng phí. Tại phiên thảo luận hôm 1 tháng 11, nhiều đại biểu quốc hội đồng tình cần phải có luật mới về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, quy định rõ về việc cho thuê trụ sở công sở, kinh doanh tài sản công ty. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh thuộc đoàn Hà Nội nêu ý kiến, chính phủ và các bộ ngành liên quan cần ngồi lại để thống nhất xây dựng mô hình quản lý hành chính tập trung áp dụng chung cả nước. Bà Khánh cho hay, ở Malaysia, 8 bộ cùng sử dụng chung tháp đôi, trong khi ở Việt Nam mỗi bộ một nơi. Về đề xuất này, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm thuộc đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải có thêm đánh giá tác động thực tế. Trước đây, chính phủ có ý tưởng xây khu tập trung cho các cơ quan trung ương có cơ quan đại diện ở phía Nam, nhưng không thực hiện được vì các bộ đều muốn có trụ sở riêng. Mặt khác, để tránh lãng phí tài sản công, đại biểu Phan Quang Thanh thuộc đoàn Hà Nội cho rằng nếu tài sản chưa sử dụng hết công suất thì có thể đưa vào kinh doanh. Đồng thời cần thúc đẩy mô hình hợp tác công tư để tranh thủ các nguồn lực, chống lãng phí và tiết kiệm ngân sách nhà nước. Chuyển sang thông tin tiếp. Thưa quý vị, để thích ứng với lộ trình cắt giảm tỷ lệ ngân sách, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép tổ chức vài khoản thu khác. Từ năm 2017 đến năm 2020, mức ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại sẽ giảm từ 23% xuống còn 18%. Để phù hợp với nhu cầu phát triển của quy mô đô thị lớn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét và trình lên Thủ tướng về 5 khoản thu, bao gồm việc lập các khoản thu mới không phải điều tiết về trung ương, đồng thời phân chia lại theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho một số khoản thu khác. Trong đó đề xuất phụ thu một số ngành và lĩnh vực kinh doanh không phải điều tiết về trung ương và không đưa vào tính cân đối với ngân sách vào đầu thời kỳ ổn định. Ngoài ra, thành phố đề xuất được thu tiền sử dụng đất từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý và phân chia theo tỷ lệ phần trăm 50-50 với ngân sách. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn thu ngân sách lớn nhất, chiếm 1/3 tổng số thu quốc gia và có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, do phân cấp quản lý ngân sách, tốc độ tăng thu ngân sách của thành phố đang chậm hơn tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số của bản tin sáng nay, chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 88.300. Đây là số hộ gia đình đã gắn đồng hồ nước nhưng vẫn chưa sử dụng. Trong báo cáo về tình hình cung cấp nước sạch tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa được công bố, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết dù đã bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư mạng ống gắn đồng hồ nước cho các hộ dân, nhưng một thời gian sau quay lại thì đồng hồ nước vẫn chỉ không đồng. Nguyên nhân được cho là do rất nhiều hộ dân vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng và điều này gây lãng phí lớn. 88.300 hộ dân này chiếm khoảng 7% tổng số khách hàng và 10% số lượng khách hàng có mức tiêu thụ rất ít, từ 1 cho đến 4 mét khối một tháng. Chủ yếu đây là các hộ dân sống ở các quận huyện vùng ven, ngoại thành, nơi đa số người dân vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng ngầm thay vì nước máy sạch.
Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị một số tin đáng chú ý trong nước, và ngay sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin châu Á. Hàn Quốc bắt giữ bạn thân Tổng thống Park Geun-hye để điều tra vụ lộ diễn văn. Trung Quốc tổ chức triển lãm hàng không lớn nhất từ trước đến nay.